Giờ nó đã gần 2 giờ rồi. Và đồng thời thì hôm nay thì thầy con để chút xíu. Hôm nay thầy có một sự giải quyết cho mấy con để cho tu viện chúng ta nó sẽ được cái tình thương nhau nó bình an hơn, và đồng thời các con đều là những đứa con của thầy. Thầy chỉ giúp cho mấy con tu tập cho đến nơi tiếng chốn, rồi thì khi mà mấy con tu xong rồi thì thầy giao lại cái trách nhiệm cho mấy con đi dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo để giúp cho mọi người người ta sống có đạo đức. Còn riêng phần thầy, nếu mà thầy còn sống thì chắc chắn là thầy sẽ tiếp tay với mấy con, là thầy sẽ viết những cái bộ sách đạo đức làm người, những cái bộ sách mà cần thiết. Còn những gì mà thầy giao lại cho mấy con sẽ mấy con sẽ soạn thảo, như cái giáo trình tu học cho 8 lớp mấy con sẽ soạn thảo, nhất là mấy con sẽ soạn thảo cái bộ lịch sử về đời sống của Đức Phật mấy con. Nghĩa là mấy con phải soạn thảo cái bộ lịch sử đời sống của Đức Phật, chứ không phải lịch sử Đức Phật không xuống đâu, mà cái đời sống của Đức Phật. Nghĩa là từ khi mà Đức Phật tu chứng đạo rồi cái thời gian mà Đức Phật đi dạy đạo đó, Đức Phật sống như thế nào, cách thức ăn uống ngủ nghỉ đi đứng, cái đời sống mấy con, cái gì mà mấy con không biết thì mấy con sẽ dùng tâm minh, mấy con sẽ quan sát lại. Còn cái gì mấy con biết thì ở trong kinh sách có, thì mấy con lấy những cái bài kinh đó ra để mấy con chứng minh, để mà nói lên cái đời sống của Đức Phật ngày xưa. Đó là những cái điều kiện mà con cần phải làm để làm sáng tỏ lại đạo Phật. Vì các con biết khi mà chúng ta tu cái lớp chánh kiến thì đầu tiên thì chúng ta phải tu tứ bức huệ tịnh, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới đó. Thì lúc bây giờ chúng ta tu tứ bức huệ tịnh thì cái đời sống của Đức Phật, thì chúng ta phải niệm Phật là phải hiểu đời sống của Đức Phật, tức là lịch sử cái đời sống của Đức Phật, chứ không phải lịch sử xuông, không hiểu không? Cho nên cái nhiệm vụ đó thì mấy con phải làm, bởi vì cái đó là cái giáo trình học tập của 8 lớp của Đạo Phật. Rồi lần lượt thầy gợi cho mấy con có cái sườn để cho mấy con soạn thảo cái giáo trình học tập 8 cái lớp này. Sau đó mà thì thầy có ấn bấm thì mấy con sẽ làm cái công việc này thay cho thầy. Chứ bây giờ bắt thầy làm hoài sao, sống hoài sao được. Cho nên vì vậy mà thầy chỉ cố gắng mà thầy soạn thảo cái bộ sách đạo đức 24 tập đạo đức làm người. Thì nay mai thì cái 2 tập đạo sách đạo đức mà làm người thì chắc chắn là được giấy phép, thì do đó thì được phổ biến cái 2 tập sách này. Nhưng mà kế tiếp thì nó có những cái bộ sách khác nữa mấy con, và đồng thời thầy còn phải có một thời gian ngồi để mình soạn thảo bộ sách đạo đức, nhất là cái bộ giới luật mà còn 4 tập nữa đó, thì đó là một cái việc làm của thầy rồi, thì không thể nào trốn chạy. Chắc chắn thầy cũng còn sống, mấy con cũng lâu lâu đó, mà chừng nào mà viết xong rồi mới đi. Mấy con thấy thầy đi rất tự tại lắm mấy con, không có gì đâu, bởi vì đối với cuộc đời của thầy không có còn tiếc cái gì hết. Nhưng mà điều kiện là thầy thấy ở gì nhiều xong rồi mấy con ở lại bình an đi, không có gì đâu. Mai mấy con cũng y như thầy chứ không có gì đừng sợ, không có mất mát gì đâu. Mấy con muốn nói chuyện gì đó thì mấy con cứ vào miết bàn nói chuyện với thầy, có gì đâu, chuyện nó dễ quá. Nghĩa là mấy con tu chứng rồi thì mấy con muốn nói chuyện với thầy hồi nào cũng nói chuyện được hết, nó đơn giản lắm mấy con. Sợ mấy con tu không chứng thôi, mà thầy thì ở thanh thản, mà mấy con ở tham tâm sân si thì chắc chắn là hai nẻo này không gặp nhau rồi, hai con đường này không gặp nhau. Nghĩa là mấy con muốn gặp thầy thì mấy con phải ở trong tâm thanh thản, an lạc, vô sự, thì cái trạng thái đó thì mấy con sẽ gặp thầy. Và nếu mấy con có đủ cái khả năng thì mấy con sẽ được nói chuyện với thầy, còn không đủ khả năng thì mấy con chỉ ở trạng thái đó mà thôi, được cảm ứng nhau mà thôi. Như bây giờ mấy con còn tham si, mấy con mà giữ được thanh thản thì mấy con cảm ứng được với thầy thôi, chứ mấy con không cách nào mà nói chuyện với thầy được. Một người tu hành rồi người ta tự tại lắm mấy con, người ta sống ăn lắm, không có gì đâu. Chết sống người ta coi như không có gì hết. Cho nên vì vậy mà cái những cái người mà tu mà chứng đạo đó, ông Phật chết người ta không khóc, còn những người mà chưa chứng đạo khóc hu hu ông A Nan ông thấy khóc ghê luôn. Nghe ông Phật mà chấp giữa nặng niết bàn ông không có chịu nổi nữa, ông ra một gốc cây ông khóc. Ông Phật hỏi ông A Nan đâu, nó ông ra gốc cây ông khóc rồi. Cho nên bây giờ mấy con nè, nghe thầy mà nói thầy ra đi thì mấy con khóc hù hù á, không có đứa nào mà không khóc đâu, thầy biết. Mấy con thế nào mà cầm nổi cái giọt nước mắt của mấy con đâu. Nhưng mà khi mà mấy con biết là cái sanh tử nó không có gì hết, nó không có gì, nó không phải là sanh tử đâu, đó là cái lực vô thường nó thay đổi gì thôi. Nhưng mà cái người đã chấm dứt mà sanh tử luân hồi rồi thì người ta đã biết chỗ người ta ở, thì con cũng biết cái chỗ đó thầy ở rồi, còn cái gì nữa mà lại khóc. Trời đất ơi, cái chỗ thầy ở sung sướng quá, còn ở chỗ thế gian này đâu phải chỗ thầy ở đâu, thầy mà đi được thì con còn mừng nữa chứ ở nữa. Có phải không? Mừng là vì thầy không còn khổ cực nữa. Còn bây giờ mà thầy đi thì các con không biết thầy đi về đâu đấy, làm cho tâm của mấy con rất khổ, không biết thầy có gì niết bàn được, lên cực lạc ở chung với Phật Di Đà đấy.
Rồi bây giờ mấy con phải sống tưởng như thơ. Thôi bây giờ thì các con còn hỏi gì không con? Rồi từ từ mấy con hỏi không? Bây giờ con hỏi trước đi con, rồi tới con hỏi đi rồi. À, hôm nay thầy sẽ trả lời con. Các con hãy phát nguyện lớn, lớn như Phật, lớn như thầy, đừng có quyền nhỏ. Dù cái quyền đó các con chưa thực hiện đời nay được, đời sau quyết định sẽ thực hiện. Vì cái ước nguyện đó là cái nhân để cho có cái quả ngày mai, cho nên hôm nay phải ước nguyện lớn. Bởi vì cuộc sống của mấy con là cuộc sống đau khổ, đau khổ triền miên từ kiếp này đến kiếp khác. Muốn chấm dứt đau khổ mà không có ước nguyện lớn thì mấy con sẽ không bao giờ thành tựu được con đường giải thoát. Ước nguyện đấy nếu lớn đủ nhiên thì trong kiếp này mấy con sẽ được giải thoát. Không đủ nhiên kiếp tới mấy con còn gặp được Phật pháp. Vì hôm nay mấy con được nghe chánh pháp của Phật giới định tuệ. Ngoài giới định tuệ không phải của Phật, cho nên hôm nay các con được nghe chánh pháp của Phật thì ước nguyện lớn thật lớn trong một đời nay chưa làm được, đời sau quyết định sẽ làm được. Và muốn đời phải làm được để chấm dứt sự tái sanh luân hồi, chấm dứt sự đau khổ tiếp tục làm chúng sanh thế này. Nhớ kỹ lời và lời sách tấn của thầy hôm nay, lời nói của thầy là lời sách tấn lớn cho mấy con. Phải ước nguyện lớn, người có nguyện lớn mới làm việc lớn được. Người không có ước nguyện lớn thì không bao giờ làm việc lớn. Mà việc làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi là việc lớn chứ không phải việc nhỏ. Các con nhớ, việc này là việc lớn chứ không phải việc nhỏ. Việc cả một nhiều kiếp người chứ không phải là trong một kiếp này. Phải cố gắng, phải nghe lời này, phải nỗ lực, phải quát nguyện lớn nhất định. Giờ này tôi chưa làm được, tôi sẽ hướng đến mục đích cuối cùng tôi sẽ làm được. Lời nguyện đó mấy con sẽ làm được. Và lời nguyện đó sẽ giúp mấy con có nghị lực, mấy con sẽ chiến thắng được những nghiệp lực khổ sắp tới cho mấy con. Mấy con thiếu ước nguyện thì mấy con sẽ chùn bước trước những nghiệp lực tác động vào con và con phải lùi bước, con không làm, con chiến đấu thắng thôi. Và nhờ ước nguyện lớn thì mấy con sẽ thành được. Mấy con nghe Đức Phật khi ước nguyện như thế nào? Nếu không chứng đạo hà nặng không rời khỏi cội nguồn. Không có người nào tu chứng mà không có nguyện lớn